Bốn khái niệm bạn cần nắm chắc nếu muốn quản lý tài chính. Nắm chắc những khái niệm này mới giúp bạn quản lý tài chính được hiệu quả. Nhắc đến đầu tư và quản lý tài chính, chắc hẳn nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ như thế này, mình mới đi làm, giờ vật giá leo thang. Thịt rau đều đắt đỏ, lương tháng thì cũng chỉ mua được ít đồ nên không cần quản lý tài chính làm gì. Tuổi này còn không mấy dư giả để đầu tư nên đợi tới khi lương cao hơn cũng được. Tuy nhiên, việc chờ đợi thường kéo dài rất lâu tới năm hay 10 năm sau, khi đối mặt với áp lực kết hôn, mua nhà, bạn sẽ còn thấy mình có ít tài sản hơn nữa. Trên thực tế, việc đầu tư cần có thời gian, các khoản đầu tư phải lâu dài mới sinh lời từ sức mạnh của lãi kép. 96% người giàu nhất thế giới, lấy ví dụ như Buffet cũng ở ngưỡng tuổi đã 60, không thể phủ nhận sự nhạy bén trong việc dùng tiền của ông, nhưng một mặt đó cũng là sức mạnh của thời gian cộng với lãi kép. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong quản lý tài chính là phải bắt đầu ngay chỉ cần bạn bắt đầu thì không có gì là quá muộn bạn có thể bắt đầu đầu tư vào quản lý tài chính càng sớm thì về sau khoảng cách tích lũy tài sản sẽ càng lớn càng khó bắt kịp vì vậy trước khi kiếm tiền bạn nên làm rõ một vài khái niệm khái niệm đầu tiên là bạn không quan tâm đến tiền và tiền không quan tâm đến bạn nhiều người luôn mong mình được tiếp tục tăng lương có thêm thu nhập vì nghĩ rằng có thể sống sung sướng bằng việc này Thực tế cho thấy, nhiều khi dù có thu nhập cao hơn nhưng đồng thời bỏ ra nhiều tiền hơn để mua nhà to, xe xịn nên cuộc sống còn eo hẹp hơn trước. Theo thời gian, một vòng luẩn quẩn đã hình thành. Vì vậy, nếu muốn nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này, bạn nên hình thành thói quen tài chính tốt và nghiêm túc khắc phục một số ham muốn không cần thiết. Khái niệm thứ hai về quản lý tài chính là tiền gửi chắc chắn không phải là duy nhất. Nhiều người chọn cách gửi tiết kiệm vì sự an toàn, tiện lợi và với số lãi like ít ỏi đó, họ đã biến núi vàng thành núi chết đúng nghĩa. Gửi tiết kiệm ngân hàng là cách quản lý tiền dễ dàng nhất, nhưng lại không phải là cách quản lý tiền tốt, bởi ở góc độ quản lý tài chính, giá trị thời gian của đồng tiền là vấn đề thiết thực mà ai cũng nên quan tâm. Nếu đầu tư, ban đầu có thể không kiếm được bao nhiêu, thậm chí lỗ vốn, nhưng giọt nước tích tụ thành tháp, lâu dần sẽ có lợi. Hơn nữa, trong quá trình đó, bạn cũng có thể không ngừng nâng cao khả năng đầu tư của mình. Nếu một ngày bạn đột nhiên có nhiều tiền thì sẽ quá muộn để học đầu tư trở lại. Khái niệm thứ ba là lãi kép tạo nên sự giàu có nếu chúng ta có thể rút ngắn thời gian lập kế hoạch tài chính và chú ý đến vai trò của lãi suất kép thì trong cùng một điều kiện thời gian lợi nhuận và lợi ích do hiệu ứng lãi suất kép tạo ra sẽ lớn hơn vì vậy chúng ta phải thiết lập một khái niệm đúng đắn về quản lý tài chính điều đầu tiên trong quản lý tài chính là đảm bảo an toàn cho vốn chủ sở hữu thứ hai là có được thu nhập thông qua quản lý tài chính hiệu quả của cải do quản lý tài chính mang lại bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thời gian và lãi suất kép đó là tầm quan trọng của việc quản lý tiền sớm để hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống một cách dễ dàng và ít tốn kém hơn. Trên thực tế, không có kỹ năng phức tạp nào trong đầu tư và quản lý tài chính và chỉ cần có 3 điều kiện cơ bản: đầu tư cố định, theo đuổi lợi nhuận cao và chờ đợi lâu dài. Do đó, hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Khái niệm thứ tư, dù bạn có tiền hay không cũng cần quản lý tài chính của mình. Trong mắt nhiều người, quản lý tài chính là quản lý của cải, không có của cải thì không quản lý được tài chính trên thực tế hầu hết mọi người đều hiểu sai về sự giàu có thực tế là không có tiền thì càng cần phải quản lý đây là khâu then chốt trong tư duy tạo ra của cải mục đích cơ bản của quản lý tài chính là đạt được mục đích bảo toàn và nâng cao tài sản thông qua tiết kiệm tạo ra và bảo vệ tiền chỉ bằng cách lấy việc bảo quản và nâng cao tài sản là mục tiêu quản lý tài chính thì mới có thể giữ được số tiền khó kiếm được do làm việc chăm chỉ của mình